Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Chào chị bé và chào bạn người mẫu nhé. Chị chào em. Thưa quý cô chú anh chị, áo dài truyền thống của Việt Nam thì có rất nhiều mẫu, nhiều loại và nhiều mức giá. Nếu như một số video clip trước đây, áo dài bé có giới thiệu có một cái chương trình khuyến mại là tặng tiền công may trị giá 600 ngàn cho dòng vải Thái Tuấn cao cấp. Thì có một vài cô chú anh chị nói rằng cái mức giá này là đối với cái khả năng kinh tế và tài chính của tôi là hơi cao. Thì không sao, áo dài bé thì có hàng chục ngàn mẫu. Hôm nay là những cái mẫu mà vừa đẹp mà lại vừa rẻ. Đấy, để hôm nay, giới thiệu hôm nay cho bé nói là cửa hàng bé là áo dài không phải giá cao hết mà cũng vẫn có giá rẻ nữa. Hàng này là một áo 340, còn nếu luôn một bộ 440. Nếu bộ 440 là gọi là mua áo tặng quần, còn nếu cô chú không lấy quần thì cái áo chỉ 340 thôi. Hàng vẽ, lụa vẽ, hàng rất là đẹp. 340 ngàn, hàng vẽ. Cái này là vẽ sơn acrylic. Cái chất liệu sơn này cũng rất là bền. Khi mình vẽ thì nó lúc giặt hoặc phơi nó cũng không có bị lem. Và màu sắc các bạn nhìn thấy thì rất là đẹp nhá. Rất là tự nhiên. Cái vải này thì đều có cái sự co giãn nhẹ. Cho nên áo dài bé không phải không hẳn là giá mà giá cao hết đâu. Vẫn có giá rẻ và giá đang giá cao. Nếu mà nếu mà tính tiền áo đó là 340 ngàn, một áo, còn cả áo cả quần là 440 ngàn, thì Tuấn Dương sẽ chia thử để quý cô chú anh chị dễ hình dung nếu mà tiền đô la thì nó là bao nhiêu nhá. Ví dụ như đây này, mình tính thử 440. Ra vì có nhiều cô chú bảo là cứ báo giá tiền đô cho tôi dễ hình dung. 440 mà chia cho 25 đi thì là chỉ có là 17.6 đô thôi, mình tạm gọi là 18 đô đi. 18 đô la Mỹ là mình đã có một bộ vải áo dài vừa áo và quần. Chưa có tiền công may. Nếu ai mà may nữa thì 600 ngàn. Tiền công may 600. Thì cỡ vào cả tiền công may lẫn tiền vải, tiền quần đó là khoảng cỡ đâu đó là 40 đô một bộ nhé quý vị. Còn nếu mà chỉ tiền vải áo và tặng quần thì có giá là 440 ngàn. Đấy, đây là những cái bông hoa nhỏ nhuyễn này, cũng rất là đẹp, vẽ cũng cầu kỳ công phu lắm quý vị ạ. Nhưng mà được cái là do các thợ này họ cũng là những người thợ có tay nghề làm lâu năm. Bây giờ một cái áo như vậy 440, trừ tiền vải ra là tiền công vẽ ra nó cũng đâu có lời nhiều. Vâng. Nhưng mà ý là mình bán đây là mình bán số lượng nhiều. Vâng. Rồi mình bán nhiều mặt hàng cho tất nhiên là để khách hàng đến để nhiều lựa chọn. Dạ. Tất nhiên người nào có tiền thì lựa những cái hàng đẹp đó, hàng tốt. Ê, không phải là hàng tốt mà giống như là hàng nó cao cấp một chút. Vâng. Còn người nào không có tiền thì xài lựa hàng chung chung. Dạ. Vì thưa cô bác anh chị là khách hàng yêu áo dài thì cũng có nhiều người trước đây đó mà chỉ quảng cáo những cái hàng phổ thông thôi, thì có những cái cô là chủ tiệm kinh doanh ví dụ như là vàng bạc đá quý này, rồi những cái những đại gia mà hàng này người ta lại không xài. Vâng, đấy, người ta lại không có xài những cái hàng bình dân mà họ muốn cái gì nó phải thật độc lạ, thật là đắt tiền. Giống tại như vì chị... em biết sao, có nhiều cô vô cửa hàng chị hỏi cái áo này nhiêu tiền, ví dụ chị nói 3 triệu đi. Vâng. Cô nói hàng này 3 triệu tôi không muốn mặc đâu, tôi mặc cái nào đẹp hơn. Cô cứ đòi đắt hơn, đắt hơn. Vâng. Nhưng mà bé thường thường bé cũng nói khách hàng đó, cô coi cái nào vừa ý trong túi cô, cảm thấy vừa ý với cảm thấy mình thích, mình mặc cho mình đừng có hỏi là giá cao hơn. Vâng. Tại vì có thể một cái áo đó thì dù coi bé bán 3 triệu, nhưng mình đánh tâm lý mà nếu khách hàng thích thì mình vẫn nói lên 10, 10 mấy triệu được. Vâng. Giống vừa rồi chị vô cửa hàng Thái Tuấn, chị dạch lên cái áo hàng thiêu. Thì thiêu với kết chị thấy nhìn cũng được được thôi. Vâng. Thì chị tưởng là 8 mấy triệu. Chị còn hỏi bé kia, em cái áo này 8 mấy em bao nhiêu em? Nó nói chị 18 triệu mấy đó em. Trời ơi, chị quảng hồn luôn đó. Vâng. Cho nên là nhiều lúc là không, áo dài nó vô giá lắm. Dạ. Mà chị nhà mình đây bán là niêm ít giá. Còn nếu mà ví dụ như khách hàng vô có đòi hàng đẹp với hàng độc, là vì cái đẹp với cái độc đó là sẽ chết đó. Vâng. Rồi thưa cô bác anh chị, tiếp theo một cái màu này là màu gì chị? Cam mà đúng màu không? Cam. Dạ, màu đúng cam. Rồi. Dạ. Cam này ngã cam dâu dâu nha. Còn nếu đúng cam, cam Mỹ là cam rực hơn chút xíu nữa. Này màu đỏ. Rồi màu tiếp theo này các bạn này, màu đỏ. Bộ 440 nha. Vâng. Mua áo tặng quần đó là 440. Nếu cô chú không lấy quần thì còn là 340 một áo. Dạ. Mẫu mã rất là nhiều mẫu, nhiều màu. Rồi.
Dạ, chị lên mẫu khác giúp em ạ. Dạ. Đây một mẫu kế tiếp thưa quý vị. Rồi mẫu này là mẫu hoa sen này. Hoa sen. Giá rẻ đẹp. Màu ngọc của em ha. Màu này màu xinh ngọc. À, trong quá trình ướm đó thì để cho quý cô chú anh chị mình coi được nhiều mẫu, áo dài bé sẽ chỉ để một cái quần màu trắng hoặc là màu vàng tượng trưng thôi. Còn khi lúc mình quyết định mình chọn cái mẫu vải áo dài nào đó thì áo dài bé sẽ lựa có nhiều màu quần cho cô chú lựa. Lựa chọn cái màu quần cho nó thiệt là phù hợp. Thì màu quần ở đây như mình cũng vẫn nói trong các video clip đó, là có tới hàng trăm cái mẫu vải quần khác nhau. Mình sẽ phối hợp sao cho phù hợp nhất. Giống như cái hoa này là màu vàng và màu trắng kem em ha. Còn dạ. Cái hoa này là đánh tông màu vàng với màu xanh. Đây, hoa này, hai tầng. Vàng trắng kem này. Đúng. Còn rồi. Bên đây thì vàng và xanh. Với lại màu xanh. Đấy, nhìn thì hao hao giống nhau các bạn, nhưng mà cụ thể chi tiết là nó có cái sự khác biệt nhé. Cho nên nó rất là nhiều. Rồi một mẫu kế tiếp này, màu dâu. Ở phía trước ngực đó là một chùm bông, còn ở phía tà trước đó cũng có một chùm bông. Những cái mẫu này thì đơn giản, phổ thông. Mình mặc nó không quá là nổi bật, nhưng mà cũng giá cả thì nó hợp lý, phù hợp cho nhiều đối tượng. Nhất là các cô, các bà, ví dụ như mình trong hội phụ nữ, mình muốn mặc để đi họp, đi chơi. Rồi mấy cô mang áo đi lễ nhà thờ đó em. Đi lễ nhà thờ. Giờ đi nhà thờ trong nước và ngoài nước thì nơi nào cũng mang áo dài rất là nhiều. Dạ. Như ngày hôm qua có cái chị bên Mỹ, cái hàng mà Thái Tấn mà giảm giá phi tiền may á em. Vâng. Là chỉ mua đến 10 áo luôn. Wow. Mua 10 áo. Tại vì mấy chị đó là cũng rành hàng lắm. Vâng. Cho nên lúc mình đưa lên là chỉ coi xong chỉ mua 10 áo may luôn. Vâng. 10 bộ. Thì tại vì bên chị tặng quần rồi. Dạ. Chỉ mua 10 bộ. Đó, nên là thực tế mà nói là vải áo dài này thì cũng nhiều khách hàng, cũng nhiều dạng khách hàng. Có những khách hàng thì chỉ muốn mua những cái dạng nó độc lạ. Còn cũng có những khách hàng thì muốn bình dân. Chị nói chị là em giờ chị lựa được 11 bộ rồi em may em để đó. À. Rồi để chị coi cái clip nào hàng đẹp được vừa ý chị may cho đủ một thùng em gửi qua cho chị. Ôi trời ơi. Gửi một thùng là 2-3 ký đó em. Vâng. Ở đây có nhiều chị, có nhiều khách hàng như vậy đó. Đây một cái mẫu này các bạn nhìn này, những cái cây cau này, cái con thuyền này. Quê, đồng quê đồng ha. Đồng cảnh đồng quê. Đúng rồi. Đồng quê. Rồi tiếp theo mẫu này thì cô chú anh chị nhìn như là cái hoa này, hoa gì ta? Giống như là hoa lựu á. À giống hoa lựu á thôi. À. Hoa này nó nhuyễn nha quý vị. Rồi đây là hoa sen này. Sen mà sen cách điệu, sen vàng. Có nhiều cô á nói tại vì giá cao quá sao mà mua được. Vâng. Rồi cũng có nhiều cô á cái đó cũng vẫn còn là giá tiền. Vâng. Tất nhiên người ta thích lựa hàng đắt tiền hơn nữa. Thì như cách đây ít chắc cả năm đấy, hồi em có coi mấy cái áo dài của nhà thiết kế mà tới 200 triệu hoặc là 150 triệu một cái chiếc áo dài mà may xong thành phẩm ấy. Giống như thì thực ra là thấy ví dụ như vải thì người ta vẫn mua vải của Thái Tuấn cao cấp. Nhưng mà người ta về người ta đi ép đá này, hoặc người ta kết, người ta thêu thêm vào cho nó đẹp. Hoặc là lúc mà người ta may cái kiểu ra, cái kiểu dáng nó lạ.
Ví dụ như tay mình làm thì tay nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà người ta làm cái tay dạng như tay biểu diễn nó rất là bự. Và trong ngày ta... em biết sao, tối hôm qua chị lên mạng chị coi cái áo của Malisa đó, tức như là em nó hay đi chợ này lắm, thiết kế cho nhà cái chị Malisa, là thẩm mỹ Malisa, thì chị nói là phun xăm trên mày đó. Vâng. Thì chị đó giờ trên, nói chung là ở đâu cũng biết chị làm từ thiện rất là nhiều. Vâng. Thì chị may một cái áo để kỷ niệm ngày cưới hay sao á, chị nhớ như vậy. Em biết nhiêu không? 50 tỷ. 50 tỷ á? Trời ơi. 50 tỷ. Vậy là chắc phải đính kim cương mà chứ. Đúng rồi, trên áo gắn kim cương, chị nhớ là bao nhiêu ly, mười mấy, bao nhiêu ly, mười ly, bao nhiêu ly nhiều lắm. Qua là mười mấy ly gì á, tầm mấy bao nhiêu hộp đó, hàng trăm hộp đó trên đó luôn á. Qua chị coi á, 50 tỷ, nó vô, giờ rồi chị mặc cái áo 50 tỷ. Vâng. Là Marisa, là nơi đó là phun trên mày nè, rồi xăm môi rất là đẹp. Nghe cái áo 50 tỷ ghê nè. Cảnh làng đồng quê này. Cái áo 50 tỷ thì bây giờ bằng tài sản có nặng, khi... khoảng nặng từ 20 đến 30 kg. Vâng. Kéo cái đuôi đi á. Đấy là thế, quý vị thấy là trong xã hội này cũng có những người rất là giàu có, nhưng mình cũng không hiểu là họ... Mình cũng là người, họ cũng là người mà sao họ giỏi thế, họ nhiều tiền thế. Đấy họ... Qua chị coi chị hết hồn luôn đó. Mình nói đến 50 triệu đã cảm thấy là dùng mình rồi, mà họ là 50 tỷ. 50 tỷ. Cái số tiền không tưởng tượng được. Đã chỉ đến số nhiêu, đối diện 175 á, bệnh viện 175 á, em Gò Vấp á. Chị đối diện luôn đó, chị đang mua một cái căn nhà đó để chị đang đập ra chị xây á. Vâng. Để tới đây chị cho khoảng 1.000 đến 2.000 sức ăn trong một ngày, là tức như 0 đồng. Vâng. Những người nằm viện hay là những người bán buôn, bán bưng á em. Vâng. Khó khăn là đến đó ăn. Hai vợ chồng rất là tốt, ta rất là nhiều, có cái tâm rất là tốt, có tâm. Chị cũng nghe nói là hình như trên 70 tỷ á. Ước tính là xây rồi tổ làm đó là trên 70 tỷ. Vâng. Mà nghe tỷ tỷ không à. Đây quý vị coi này, một cái mẫu này nhìn cũng rất là đẹp này. Đây giống như là những cái bông hoa đồng tiền đó. Đẹp em ha. Vâng. Mà năm nay chị thấy kinh tế đi xuống đó em nha. Dạ. Kinh tế giờ suy thoái đó. Mọi năm mà 20 tháng 10 và 20 tháng 11 là khách rất là đông, lượng khách rất là đông. Nhưng mà năm nay chị thấy lượng khách nhà chị cũng có giảm, mà không phải riêng chị giảm mà nhiều người ta cũng vậy. Vâng. Giờ suy thoái. Có thể là do ảnh hưởng bởi bão lụt đó các bạn. Người ta cũng có thống kê là cái tốc độ GDP của Việt Nam mình là có giảm. Lý do là do bão lụt nên là lo khắc phục hậu quả. Một số những cái địa phương ví dụ như là Sapa đó, thì thấy là khách du lịch gần như là không có. Đúng rồi. Có mà không đáng kể, vì do họ sạt lở núi nên giờ là suy thoái. Nó cũng kéo theo nhiều các cái ngành dịch vụ khác. Đây, những mẫu này trông rất dễ thương này quý vị này. Đây, một mẫu tiếp này, những cái bông hoa nhỏ nhuyễn. Giống như là hoa tigon ấy, nhưng mà cái này là màu trắng nhé quý vị. Rồi tới đây là một cái mẫu hoa sen trên nền vải màu vàng. Hoa sen, cánh sen và cũng có những cái lá thì họ cách điệu màu trắng nhé quý vị. Hoa sen thôi nhưng mà rất là nhiều kiểu khác nhau. Sen là sen truyền thống em nè, còn sen kia là nãy sen cách điệu, còn sen là sen truyền thống. Sen truyền thống thì lá xanh. Rồi bông thì màu cánh sen, rồi có lẫn cả cái tông màu trắng á quý vị. Những cái mẫu này thì phù hợp cho quý vị mặc để đi lễ nhà thờ, đi chùa. Rồi đây là những cái bông hoa đào này. Nếu mà muốn đơn giản mình may những cái này mình mặc đi chơi Tết, đi chụp hình cũng rất là dễ thương. Rồi một mẫu kế tiếp. Giờ tình hình giờ là đang suy thoái. Dạ. Mình cảm thấy nó chậm hẳn luôn. Vâng. Rồi đây các bạn này, những cái mẫu hoa, những cái bông này thì nhìn nó giống như là bông cúc, cúc dại. Cái màu hình như là giống hoa dã quỳ, nhưng mà nó lại là màu trắng, dã quỳ thì nó màu vàng quý vị.
bông hoa dại thôi nhưng mà có sức sống rất là mãnh liệt. Cái màu này nó như là màu màu đó, màu mắm tôm hay đúng màu, rồi, màu mắm tôm, màu ruốc á. Màu ruốc. Này là xanh rêu, nó có người là gọi xanh rêu má. Màu xanh rêu này quý vị này. Cái bông hoa này thì cái cánh hoa là mình thấy có 5 cánh giống như là hoa đại. Có nhiều người ta gọi xanh rau má. Này hồng cà nè. Rồi màu hoa cà tím. Đó. Hoa văn các bạn là những cái chiếc cái lá mà nhìn trông như cái chiếc quạt đấy. Còn cái này là màu ghi. Màu ghi. Đấy, những cái bông thì chấm phá những cái bông màu trắng. Lá thì có hai kiểu, một là màu xanh, hai là xanh đậm. Màu đồng. Rồi, đây một mẫu tiếp theo nhé quý vị. Màu ghi luôn. Còn này màu đồng. Đó, những cái bông hoa này trông rất là dễ thương. Em biết nhiều người khách hàng vào chị á, cứ vào đây nói là tại vì coi trên mạng, trên YouTube, trên Sài Gòn ngày nay đến cửa áo dài bé. Vâng. Mua rồi thấy chị bé hiền, rồi chị bé này kia dễ thương, khoái lắm em. Khoái khách hàng nói vậy đó. Nói chung là thường nhưng mà đa khách hàng hay nói em nhìn hàng chị nha, trên YouTube là chị mập hơn nó hoài nha. Đúng không? Nhưng mà thông thường các cô bán hàng ở chợ đó thì ai cũng hơi hơi đánh đá một chút nha quý vị. Nhìn nhưng mà chị đâu đánh đá đâu. Nhìn thì có vẻ hiền thôi nhưng mà đụng chuyện là không có hiền đâu nha. Không, đụng chuyện là khóc á. Nhưng mà mình làm việc thì mình cứ có nguyên tắc mà làm đúng ấy, thì cũng không có ai nổi cáu hay là gì cả. Giống như bây giờ mình may áo dài đi chẳng hạn. Thì đôi khi chị bé cũng hay tỏ thái độ không hài lòng đối với những nhà may mà không có đúng hẹn cho đúng khách. Đúng rồi, bé hai nữ cọc như vậy vì, đó. Vì tâm lý mình cũng thế thôi. Nếu như mình đã hứa, đã hẹn giao hàng đúng ngày thì mình phải làm đúng cái thời gian mà khách yêu cầu. Bởi vì đặc điểm là khách cũng không có nhiều thời gian để mà đi tới đi lui. Để chị cho chị nói về cái mẫu này nè. Dạ. Cái này là gọi là qua, có nhiều người là gọi là qua hoa sứ ấy. Nhưng mà hoa sứ này có hơi cách điệu một chút xíu. À, chị nhớ không, mẫu này không lầm cách đây 2 năm rồi. Giờ mới tái bản lại mẫu này. Có một cái chị kia đưa cho chị, tức như là tả với chị, tại trong gia đình đó là đám tang. Mà hồi cái đám tang người này là giống như người là làm trong nước mình, là giống như làm không phải chủ tịch nước mà cũng người xem như vậy. Nhưng mà chị không nói tên. Cũng là có địa vị xã hội. Tức như là muốn may cái này là 20 áo để làm mẫu này màu đen. Để ngày tang người đó mặc cái áo này. Đến ngày hôm nay bạn này xúc ta phát lại cái áo này thì tái ra lại cái mẫu này. Cho nên những người, những nhà mà giống như điều kiện mà người ta mang áo tang mà giống như vẽ lên trên những cái hoa sứ là tượng trưng cho nơi nghĩa trang á em. Vâng. Thì người ta đặt những mẫu sự này. Sự trang nghiêm. Trang nghiêm là những gia đình mà người ta có điều kiện muốn đồng phục trong gia đình. Vâng. Thì người ta lại chọn những cái mẫu này. Vâng. Màu đen đi qua hoa sứ này. Là cái hoa này trước đây chị cũng làm như vậy. Nhưng mà mấy cô lại thường thường bên nước ngoài, bên Mỹ á, hay về chọn những cái màu đen để mang đi đám tang á. Vâng. Đi viếng đám tang thì bé khuyên rằng nên lựa mấy mẫu này. Vâng. Tại mấy mẫu này rất là đẹp. Mà cái hoa nó cũng ý nghĩa vô cái ngày mình đi đám tang. Vâng. Đây một mẫu kế tiếp này quý vị này, màu tím. Còn mấy cái bông thì màu hồng nhé. Tại vì sao mình tới Nghĩa Trang em mình thấy những cái cây hoa sứ đó em. Vâng. Này mẫu này màu đen này. Rồi mình thôi mình quay tới đó đi em ha, là mình biết còn nhiều lắm. Còn đây hàng trăm mẫu, hàng trăm áo là trăm mẫu nữa. Vâng. Đây này em nè. Trong này còn rất nhiều. Nhưng mà tại vì mình ướm đại khái cho biết là mình có hàng này, này dòng hàng này nè. Đây quý vị nhìn này, nguyên cây. Nhiều lắm. Đó. Nhưng mà biết dòng hàng này là nó có như vậy, giá 440, áo này không nó cũng 340. Mát quá vậy nhỉ? Ăn lụa mà em. Vâng. Này lụa mịn mà. Đó, giá rẻ 340 áo thôi, cái quần trăm là 440. Dạ. Để cho mình biết thế mình có hàng khác để mình giới thiệu nữa. Vâng, thì quý cô chú anh chị thích mẫu nào thì nhớ chụp hình lại hoặc là... Còn nếu mà muốn mua thì cứ nói nhân viên đây rồi ướm cho cô chú xem nó dễ hơn. Vâng. Mình gọi giờ có phương tiện là Zalo, Viber, Messenger gì đó em, miễn phí. Dạ. Thì luôn luôn áo dài bé là vẫn... Cô chú gọi cái số 0908332073 đó.
Thì cái máy đó đến hai máy để trực là một cái laptop và một cái điện thoại cầm tay. Có thể là mình dễ người nào lúc bé bé rảnh thì sẽ tiếp cô chú. Và có một điều Tuấn Dương muốn nhắc lại, đó là cái thời gian làm việc đó thì thường là từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Đúng rồi. Ngoài cái giờ đó ra thì tin nhắn thì vẫn nhận được nhưng mà chưa có kịp trả lời. Thì có thể sẽ có một cái tin nhắn tự động trả lời. Rồi qua ngày hôm sau đó, khi mà vào ca làm việc, các bạn ấy sẽ kiểm tra và trả lời cho các cô chú. Thì các cô chú mình cứ để lại tin nhắn, do là cái múi giờ ở Việt Nam và các nước nó khác nhau. Nên nhiều cô chú mình coi điện thoại xong, coi được clip xong rồi móc điện thoại ra gọi luôn. Thì cái giờ đó có thể là giờ ngủ ở bên Việt Nam nên là chưa có trả lời kịp. Thì cô chú anh chị cũng cứ để lại cái tin nhắn rồi các bạn sẽ trả lời. Em biết sao tối về chị như lúc chị vẫn coi trong tin nhắn nhưng mà chị không trả lời được, là tại vì mấy bạn này đang tiếp cái gì á, ví dụ mẫu mình gì, không có gì. Biết là mình không có nắm bắt được nên là mình chỉ nắm được cái ý biết để ngày mai mình nhắc các nhắc bạn ấy các là bạn để trả lời thôi. Chứ nhiều khi chị bé cũng có kiểm soát những cái thông tin đó, nhưng mà nếu mà chị bé trả lời nhưng mà trả lời các cái bạn nhân viên đang tư vấn ấy, thì cũng chưa biết là trả lời tới đâu rồi. Đó, nên là cho nên là cô chú nhắn cái gì thích cái gì cứ nhắn vào, nói tôi muốn mua áo dài hay là tôi muốn liên lạc với áo dài bé và cái giờ đó tôi ở đất nước nào, cho biết nước là mình sẽ biết cái nước đó là cái giờ nào để thỉnh hợp với Việt Nam mình để mình gọi điện liên lạc. Ví dụ cô chú ấy nói là ví dụ tôi ở chơi Pháp đi thì bé biết là từ Pháp với Việt Nam mình nó cách nhau là 5 tiếng đến 6 tiếng. Thì lúc mà sáng bé ra bé chọn những cái giờ để bé gọi đến thì cô chú không bị phiền. Ví dụ mình Pháp thì có thể bên này mình đến 2 giờ chiều bé mới gọi lại cho cô chú. Hoặc là nếu Mỹ thì ví dụ buổi sáng sớm bé sẽ gọi rồi để cho cô chú trước lúc đi ngủ. Hoặc là nước nào thì cô chú vui lòng để lại tôi ở nước đó nước kia. Thì luôn luôn áo dài bé không bao giờ Việt Kiều hay là nước này nước kia chặt chém. Mà bán trên đồng sản phẩm là đồng giá. Giàu nghèo một giá. Tức như những người khó khăn cũng một giá đó mà người giàu có tiền cũng một giá đó. Tùy theo cái túi tiền để mình lựa chọn cái sản phẩm để mình xài. Dạ bé cảm ơn cô chú rất là nhiều. Em cảm ơn chị bé nhé. Dạ em chào chị.